không định hướng sẽ nối nghiệp danh hài Phi Thoàng. Nhưng cơ duyên lại đưa đẩy nghệ sĩ Phi Phụng thành danh ở chính bộ môn cha mình từng tung hoành. Hồi nhỏ đó, Phụng thì thích ca lắm. Ba Phụng thì có những cái chương trình văn nghệ thì ưa dắt con cái đi theo lên ca hát cho vui thôi. Chứ lúc đó mình cũng không nghĩ là mình đi theo cái nghệ thuật này. Không ngờ là cái nghiệp diễn với lại cái máu hài nó có từ trong người mình rồi. Tâm sự về điều tiếc nuối duy nhất của nữ nghệ sĩ trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Cũng còn một cái tâm nguyện là chưa có mời ba record được. Khi mà mình về đoàn sân khấu kịch chính thống thì ba mình góp ý những cái gì mình còn sai sót, những gì mình còn yếu kém thì ba chỉ cho mình, mà lúc đó không chưa được. Đón xem chuyện tối cùng sau với câu chuyện của nghệ sĩ Phi Phụng được phát sóng vào lúc 21:50 thứ Tư ngày 9 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.